căn bản chúng nó là cái đúng đoạn chỗ xe nước mía đấy, đấy gì này chỗ xe nước mía đấy. Đâu anh? Quá sùng luôn. Anh với ai mà? Anh với ai mà? Dê này là có chất đề rồi, dê này là có chất đề. Trèo luôn, trèo luôn tốt. Cái kia mình ăn dê là mình có tác dụng gì, nó nhục lắm. Đi đàn bà kê nhục lắm. Ôi bên đó có SEA Games về. Chọc lại, chọc lại, chọc lại. Chơi ngay dây cụ luôn rồi. Nhắc luôn. Mấy đồng dương. Đúng rồi. Dây cụ cho nên dây nhắc luôn. Nhắc. Trong lớp trò. Tức là không biết khách lúc nào nó vô mà đổ vô là khách nó xếp hàng đây rồi đó không? Thì tiếp theo theo đó thứ tự tiếp theo đó. Trời ơi kìa. Dọc lớp, trời ơi lớp hàng luôn. Bởi vì cho nên khách tháng đi được một cái chuyến thôi. Khách nữa đó, tôi quay tôi mình chịu hàng. Lấy đó, lấy đó. Ông đó. Bên kia chịu gì nổi mình không? Ủa đó đồng phục xanh mà sao đây không thấy đồng phục? Cái nè. Thấy không nội như đây thôi là bên kia chơi không lại mình nè. Chạy luôn chú, bên kia nó đang hâm hâm mình. Mình kia ăn nhầm dây cái mà. Dây cụ. Mình thấy ăn dây cụ như nhất. Có báo hiệu gì không? Cặp cảng, cặp bến nè. Phải đúng chỗ đây nè, cặp đây nè. Đâu? Đây, chỗ này hở ra là được á. Không có bánh lái thì làm sao á. Chứ mình có nói gì cũng nói, đâu có trúng. Bánh lái làm sao á. Ở đây cái đầu đó nó cột cái dây ấy, mình kéo cho quấn như cái gì. À, giữ cái đầu xe cho nàng tiên cá lên cái. Thảo à. Cái này thì bằng ghe cũng không đúng. Thảo ơi. Cái này đâu phải ghe đó. Cái này không ghe. Cái này đấy mới cái xuồng. Cái này chưa thấy. Cái này chưa thấy. Cái này nó làm bằng tôn cái gì mà chưa thấy. Đây đây. Chụp qua chụp lại. Dạ. Yeah. Chưa thấy. Thôi. Em không chụp qua chụp lại đâu, em chụp con lấy đò. Thấy mình thôi. Thì vậy là thấy mình à. Chụp con lấy đò mà không chụp bằng máy, chụp bằng tay. Chụp bằng tay chứ không chụp bằng máy. Nói quá cô chụp không được luôn à. Ông cái bảo sao gì kỳ vậy? Mũi đen. Cô tên là thứ mấy à? Cô thứ mấy tên gì à? Có gì nó kêu à, em tên gì? Em có số tiền hết rồi. Số tiền thì số mấy? Số 830 anh ạ. 830. Vâng. Mà em tên gì? Anh cứ nhớ số tiền của em là được mà. Thích nhanh, thích tưởng nhanh nhớ em. Nhưng mà thích nhớ tiền của em. Nhớ em à. Lát chiều nó ra không.
Cà nanh nữa, còn bây giờ cà nanh nữa. Thằng này ba, thằng kia tao bốn, quánh ba bốn chiều nó ra không không. Tùy đặt cà nanh. Mấy cái kia thì tình mà cái này giấu vậy. Nhưng mà tuổi đó khai thiệt thì chắc quánh mấy ông quánh trúng rồi nè. Không không cái không không không. Không không là thiệt trời là trúng rồi. Đúng rồi. Khai thiệt là trúng rồi, bị đặt cà nanh. Cũng tự ái rồi không? Ngồi ghế trên đó, ngồi gì ra ngoài chứ xấu lắm. Ông nào? Ông nào? Vậy được chưa? Ngồi ra ngoài anh đang mặc. Trời ơi. Bây giờ nào chỉnh sao, chỉnh thế nào? Để cho cô ngó lần trước. Sao tôi ngồi đây không ai chỉnh được, cứ chỉnh ông nào. Dạ, cũng lựa chỗ chỉnh chứ không phải chỗ nào cũng chỉnh. Cái chỗ nào chỉnh được thì chỉnh, chứ nhiều chỗ đó hết chỉnh nổi thôi. Hết chỉnh rồi còn chỉnh gì nữa. Quánh số đề là không không mà. Đây là còn thừa khả năng chỉnh không? Dạ, dạ đây còn chỉnh được. Mình bơi nhất đi ha, bơi nhất đi. Mình nhỏ nhỏ mình bơi nhất đi, nãy xuyên mình ra nhất bây giờ. Đó, bây giờ mình đi vượt rồi đó, đi vượt mấy người là trời. Trời quá, con mấy cái nón hay quá hả? Con cái nón đâu hay vậy? Mang sẵn luôn. Giỏi lắm rồi á, vượt bên này rồi. Vậy đi đừng để thua. Cuộc đời anh chưa có chịu thua ai hết á. Thua mỗi em lấy đò. Làm quen hay cuộc sống đơn giản. Một ngày vậy đi được bao nhiêu chuyến em? Bây giờ ít thấy có bao nhiêu tháng được mấy chuyến thôi. cái vụ này là luật mới. Luật mới. Hồi nãy là có giao hẹn ai biết bơi thì mặc áo phao, còn ai không biết bơi khỏi mặc. Giao rồi, ai không biết bơi thì khỏi mặc. Cạn à, mét rưỡi rồi. Ước cái điện thoại di động là cùng thôi. Cái này nó gọi là cái gì, cái lạch hay là cái gì? Cái này sông. Sông gì vậy con? Hồ Tràng An chứ phải sông à? Nhớ cái chiếc thuyền này đi lên trên này chụp hình đi. Dược lên. Anh à. Chừng cái tay cô đứng. Cô chừng cái tay cô. Chậm lại đi. Có không nào? Lại chậm mất rồi. Trời ơi. Bây giờ cầm kế chót rồi, hồi nãy chót, bây giờ kế chót rồi. Rồi. Lâu không có chèo khó lắm á, coi với cái này hai cái này khó bơi đâu. Nó quay vòng 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 á. Mấy cái ông mà ông đi chài á, ông lấy hai tay ông chài còn hai cái chân ông bơi. Bơi bằng hai cái chân á. Cái này cái hồ này đó, mà hồ chắc có chạy ở sông chứ đâu. Dạ chắc có. Cái này có cái nồi hai cái chân quanh là. À đó đó, quanh nó đạp á. Rồi hai cái tay thì thả lưới. Sao mấy người đây không có làm gì. Bơi mà tay, mỗi tay không có đạp nó khỏe hơn, đúng không? Đạp nó phải có cái chân bơi nó khỏe hơn. Thì là số đề nó lên 1-1 rồi, không phải 0-0 nữa. Dòm cái đó là số đề nó lên một vòng. Cái chân thì nó khỏe hơn rồi cái tay. Bơi chân khỏe hơn. Nhưng mà về cái đóng cái dán thì dựng cái lưng nữa. Đúng rồi. Nó có cái đồ chịu. Về cái nếu mà bơi mạnh nhiều là cái. Thì anh thua mình tập thôi. Anh thua tập à. Sợ số không chỉ chứ. Số không chỉ số đề nó lên 22 giờ. Số đề nó lên 22. Đường đi một vòng giờ là bao nhiêu tiếng giờ? Đi có hơn một tiếng ông ạ. Kèo vậy là hơn một tiếng hả? Hướng dẫn là bảo là mình đi có một tiếng rưỡi sáu ngày thôi. Đi về hả? Đi về hả? Đi về là hai tiếng à? Vừa đi vừa về là tiếng rưỡi. À đi về được. Nhiều mấy km rồi. Nhưng đâu có xa gì đâu.
Đi chưa hết đó, chưa đủ mà. Bữa nay đi đủ, đi đủ. Đâu còn cái dầm đông, đưa anh bơi cho. Thấy rồi, xuống kìa bơi. Nhưng mà không ngờ là ở đây nó có những cái đặc biệt ha. Cái lỗi không mà áo áo ra áo ra. Rồi mình vậy là mình lên nhất nha. Trời ơi, nó kinh thường thầy cảnh nha. Tôi bơi là bình thường ông á, ông là bơi giỏi lắm. Nói thì nhỏ nhưng mà bơi không được. Anh bơi mạnh thì em cũng phải mạnh lên nha, chứ anh mạnh đó thì em còn siêu siêu là không được á. Lè lè. Không? Lè lè đó. Dịch trời hả? Mới đi SEA Games về đó nè. Mới đi SEA Games về. Nhất SEA Games á, về đây chót nè. Cản có không. Đi SEA Games này nhất mà về đây chót. Nghe mình đến tình trình nha. Tình trình hết rồi đâu ơi. Chú Mạnh, chú đi. Cầm chứ. Cầm chứ. Mạnh giờ mới đi rồi. Ồ, lên nhất rồi, lên nhất rồi. Chị game lên nhất rồi. Về nhất rồi. Thưởng thùng. Lúc đó bơi uống không nổi. Bơi về nhất thưởng thùng uống không nổi. Rồi mình chuẩn bị vượt qua rồi. Rồi qua rồi. Bye bye nha, mình qua tới Ga Lăng mình điện về nha, mình điện hệ dây thép về. Qua tới đảo Ga Lăng mình điện thi hết về. Vô đó. 2 3 tập trung nó bảy chiếc đâu. Vô. Vô. Dữ à, dữ à. Mày ba cái mừng được cái tát tao à. Cái này nó mới chớ nè. Vô. Vô. Lên. Mình nhúng mày nó mới đi nhanh được. Vô. Rồi mấy kia cái tàu kia gì đâu mình đi chậm quá. Như vậy là cuộc sống là quá tốt đẹp rồi, phải vui vẻ. Đấy luôn rồi, chúng ta núi này không, núi này thật không có ô nhiễm, không núi ra luôn. Chứ thật ra nước sông vậy là cũng không có nuôi được con gì đâu, có gì đâu ăn. Mang cái rêu này ba rêu rong này, rêu rêu là cá nó với những cái loại nhiều con ăn lắm. Không mà có rong rêu là có loại mà coi như có những cái con vi khuẩn hoặc là những cái con gì nó là mồi được con cá rồi. Nhất rồi duy trì nhất đi nha. Rồi hai cái thuyền mình đều á ha. Hai mình đều quá. Đi cho đàn. Đâu có anh trèo về không, anh phải ngược lại, anh ấy ẩn ngược. Nó mới đi. Anh phải làm vậy nè, nó mới đi. Bơi phải có kinh nghiệm. Không có kèn á, không có chứ. Bóp còi. Cái này phải sắm còi rồi lên sao chứ. Còi mới. Đang bị coi đàng hoàng mà không hai xe xém xém thấy mà sao cứ giống như vậy kêu mà. Đi nhau chứ. Không có để đâu. Mệt quá, cười mệt quá. Dễ va chạm nhau lắm chứ. Dòm trên núi có mấy con dê kìa. Dưới sông còn có mà núi. Dưới sông đầy sông, cái dê đầy sông đây nè. Dòm trên núi. Cái này mình có một cái nghiên cứu nói về cái vùng đất này, tại sao nó có những hình thành những cái này. Có chứ không có những gì nữa. Nó cái tài liệu nhưng mà sao mình học không có thật kỳ. Học mà vô chừng đâu có hết nổi. Nhưng mà ít nhất là có những cái bài đọc nghiên cứu về cái này để mình biết đất nước mình. Như thế hình thành cái này là từ ở đâu, nguyên nhân sao. Bữa nay chú quay là không ảnh. Quay phim và chụp hình không ảnh.
Happy nè, mai happy nè. Happy lâu rồi. Trời ơi. Chỉ vậy chứ đâu có pin đâu. Nói hồi nãy ăn cơm tranh thủ sạc pin đi, không sạc. Quay vui thì thôi. Quay vui á, nhưng mà làm á là... mà hình ảnh đó thì luôn luôn á, mình có thể coi bất thường được. Coi bất thường. Chứ không phải là mắt thiên thần mới coi được. Nóng lắm rồi sẽ quá, quá chị gì nổi. Đây là ngồi không mồ hôi cũng đổ, nó có làm gì đâu. Ngồi không mồ hôi cũng đổ. Cái đó lên tí hả? Lên 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 bờ hả? Rồi hồi xuống đi nữa. Rồi là xuống đi nữa. Mình nhớ là năm 22 nha. Nhớ cái đò làm cái gì? Người ta nhớ nhớ cô lái đò. Chứ ai mà đi nhớ cái đò? Nhớ là nhớ cô lái đò. Nhớ cái đò làm cái gì? Nếu mà nhớ cô lấy đò chắc ở đây lên luôn. Mình tiếp tục, mình tiếp tục. Có thằng cái nó lên nè, cái nó lên nè. Đấy, mình chèo có trình độ lắm chứ bộ. Hồi nhỏ ở nhà đi chèo mướn không á. Đó, từ từ lên rồi. Thấy chùa hoài quá. Rồi đó đi lên đây hay là đi lên đó. Đi lên đó. Đi lên đó. Đi lên đó hả? Ra ra cái này. Cái này đá vôi là nó đi luồn á, sông nó nằm ngầm ở dưới. Đó. Thấy không? Một khúc là bỏ xa cái kia luôn hả cha? Bên kia bị bốn mái lận. Bên kia bốn mái lận thì quá mái. Mình đây có hai mấy rưỡi. Đây là từng những cái khối đá như vậy là coi như núi lửa là nó bung lên. Sùi lên ha. À, nó bung lên. Ít nhất là cũng phải cỡ chừng là triệu năm. Khoảng chừng nghĩa là ít nhất cũng phải là 800-800 triệu năm. Bởi vì nó có lớp đá cũ hồi xưa. Mà muốn từ bùn đất ấy, mà nó biến thành đá đó là phải trên đó là coi như 200 triệu năm. Đó đúng rồi. Cái đó nó về ra ngoài đá thì mà nó nứt nhẹ nó thấy nó phiêu luôn vậy. Không phải nó phun lên như vậy rồi nhưng mà nó chắc lắm á. Đó về đó. Hồi nãy thấy nhiều lắm trong trong ấy, nãy thấy à, lúc trong rồi. Cái lùm cây nhiều lắm. Anh mò mòi trong đó uống nước à. Chắc uống nước á. Vậy là nó tự sống trong rừng này mà. Nó cứ ở trên này thôi. Đâu có ai chăn nó. Mấy cái mỏm đá này nó leo hay lắm. Lâu lâu thì cứ bắt đầu đi kiếm. Mũ cũng không rớt mà gì cũng không sao. Nhiều lắm á, mình không nhìn kỹ thôi chứ nhiều lắm, nhất là buổi chiều mà mát á, nó ra nó ăn á. Nó ăn là tối nó ngủ. Rồi mỗi lần mình cần kiếm nó thôi thôi. Biết dê này chiều nó có nhậu mấy ve không ta? Chiều nó cũng phải làm mấy ve. Mấy ve nước chuối. Nó đó một bầy á. Đó, bầy đó. Nhưng mà nó thì thường tôi dê nó nghĩ sao nó có nhậu buổi chiều nữa mà nó chỉ ăn buổi sáng rồi nhậu buổi sáng. Đổi chiều sáng. À đó. Đứng trước cửa chùa. À nó nhậu buổi sáng mà. Không đóng dấu. Đóng dấu ghê lắm. Sáng là buổi sáng sớm là nó nhậu rồi. Đêm nó chạy rồi. Trước khi ra đồng rồi nó nhậu rồi. Cái này là cái di tích gì? Này cái chùa. Chùa phải không em? Chùa. Vâng ạ, đây là đền trình. Đền trình. Đền. Nếu mà đã là đền người ta nói đền trình là cái này đó hả, là từ thời nhà Minh
Tại vì gốc đền này với đình là gốc từ đời nhà Hán. Đền với đình là một không? Dạ, nó khác nhau ở cái triều đại thôi. À, chứ là triều đại đầu tiên là đình á, là từ thời nhà Hán. Vô dân thánh ừ. Là bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ là coi như là chỗ chính quyền bên đây em. Để giải quyết những việc của dân. Đấy, xong rồi tới đời nhà Minh ấy, thì đây nhà Tống ấy, thì đời nhà Đường đã đưa nhà Phật vô ấy, thì lúc bây giờ nó biến thành chùa, thấy không? Nhà vậy là coi như là cho đến đời nhà Minh ấy, thì là bắt đầu lại trở về với đời nhà Hán, thành như vậy là thờ thượng đế. Hả? Anh thấy như cái chùa ông Hoàng á, là anh vô trong chùa là anh thấy có hoàng, có ông Hoàng đế. Nhưng mà đối tới đời nhà Thanh á, thì là bởi vì các cái nhà Minh nó hội họp với nhau á. Từ từ chú ơi, từ từ té nha. Hay là để con lên trước cho. Chú lên đi, chú lên đi. Từ từ hết sức, từ từ đỡ. Cứ lên từ từ, không sao hết đó. Từ từ, từ từ. Hai đứa ngồi bên này đâu. Thành ngồi đây cho ông chờ. Đúng rồi. Đây, ông phải giữ tiền cho. Lên nghĩa ghe lại đi, lên có người mà ngồi lại đây, lên giữ ra. Anh đi đâu bộ tổ. Quá quá sùng luôn. Anh với ai mà? Anh với ai mà? Chê này là có vấn đề rồi, chê này là có vấn đề. Chê luôn, chèo luôn chút. Chèo xem chút. Cái chê mà đang dê mà có tác dụng gì, nó nhục lắm. Đi đàn bà chê nhục lắm. Ôi, bên đó mới có SEA Games về. Chọc lại, chọc lại, chọc lại. Chưa chúng mình cái rồi. Chơi ngay dây cụ luôn rồi. Nhắc luôn. Mấy đồng dương. Không lâu. Dây cụ trên dây nhắc luôn. Nhắc. Trong lớp trò. Trong lớp trò. Tức là không biết khách lúc nào nó vô mà đổ vô là khách nó xếp hàng đây rồi đó không? Ừ, tiếp theo theo đó tự nhiên tiếp theo đó. Trời ơi kìa. Dọc lớp, trời ơi lớp hàng luôn. Bởi vì cho nên cái tháng mình đi được một cái chuyến thôi. Khách nữa đó, tôi quay coi mình chịu được hàng. Lấy ghe của lấy đó, đại đó. Không? Bên kia chịu gì nổi mình không? Ủa đó đồng phục xanh mà sao đây không thấy đồng phục? Cái nè. Thấy ông nội như đây hơi là bên kia chơi lại mình rồi. Chạy luôn xuống, chạy luôn xuống. Bên kia nó đang hâm mình. Bên kia ăn nhầm dê cái mà. Dê cụ. Mình thấy ăn dê cụ dê nhất. Có báo hiệu gì không? Cặp cảng, cặp bến nè. Phải đúng chỗ đây nè. Cặp đây nè. Không. Đây, chỗ này hở ra là được á. Không có bánh lái thì sao á. Chứ mình có nói gì cũng nói, cũng đâu có trúng. Ở đây cái đầu đó, nó cột cái dây ấy, mình kéo rồi quấn như cái gì. À, giữ cái đầu xe cho nàng tiên cá lên cái. Sao bệnh gì mà bác sĩ hoài vậy? Con bây giờ ăn vô nó khó chịu quá. Ăn ba cái đồ nhồi dầu mỡ. Ăn cơm này nè. Ăn không được. Ăn chay đi.
thì người ta ăn như đó. Ăn vô là ăn vô mua vé để mà không biết ăn cái gì. Nhưng mà nên ăn một chút ớt á, mình ăn kia ăn rồi có uống trà chưa không á, mình mới chịu ban ngày buổi sáng sớm chứ đừng có không vô nha. Hồi nãy mình nghỉ ngơi xíu đi. Rồi. Vô nhà này anh bạn xin loa lắm. Tôi xe nước mía đó. Đây thì tôi xe nước mía đó. Đâu anh? Thank you.